Trong những năm qua, thì lợi dụng các vấn đề về lịch sử, đất đai và hoàn cảnh sống khó khăn ở một số nơi của một bộ phận đồng bào, thì một số đối tượng vu cáo Đảng, Nhà nước phân biệt đối xử trong tiếp cận với các điều kiện phát triển. Lợi dụng việc ta xử lý một số tổ chức cá nhân lôi kéo đồng bào theo tà đạo, làm trái với phong tục tập quán để vu cáo chính quyền đàn áp người dân tộc thiểu số, từ đó chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc, kích động ly khai, kêu gọi thành lập những cái gọi là Vương quốc Mông tự trị ở Tây Bắc, Nhà nước Đề Ga độc lập ở Tây Nguyên với Tin Lành Đề Ga làm quốc đạo. Và gần đây nhất thì những trang mạng nước ngoài một mực cho rằng vụ việc ngăn chặn hành lễ tại Vụ Bản, tỉnh Hòa Bình hay tụ tập đông người liên quan đến tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong thời gian COVID-19 vừa qua là minh chứng của việc đàn áp sách nhiễu tôn giáo. Để giải thích điều này, chúng ta quay trở lại năm 1982 là năm mà Việt Nam tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Theo đó thì Việt Nam tuân theo cả những nguyên tắc ở phần 2, điều 2, bao gồm việc không phân biệt tôn giáo. Tuy nhiên, ở điều 4 phần 2 của Công ước quy định, trong thời gian có tình trạng khẩn cấp xảy ra, đe dọa sự sống còn của quốc gia và đã được chính thức công bố, thì các quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp hạn chế các quyền nêu ra trong Công ước này. Rõ ràng là COVID-19 đối với Việt Nam là dịch bệnh nguy hiểm chưa có tiền lệ, lại diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Đảng, Nhà nước thì cứ cố lo bảo đảm sức khỏe, mạng sống của từng người dân, bất kể đó là đồng bào theo đạo hay không theo đạo. Còn một số đối tượng lại cứ hô hào đi ngược lại, tụ tập, coi thường mạng sống của đồng bào mình. Nếu vài trăm con người đó trở thành F0, F1, thì thử hỏi ai sẽ chữa trị, chăm lo cho họ? Chỉ có Nhà nước lại đứng ra. Thế nên đi ngược lại chính sách là không thể chấp nhận được, đặc biệt khi chính sách đó là lo cho dân. Vì thế, việc hạn chế tụ tập đông người tại các sự kiện, kể cả các hoạt động tôn giáo để tránh lây nhiễm là không hề đi ngược lại nguyên tắc của Công ước cũng như quy định của pháp luật. Đó là còn chưa nói tới tính hợp pháp như đối với trường hợp tổ chức Dương Văn Mình. Bởi vậy thì những luận điệu này, xét cho cùng, chỉ là lợi dụng tôn giáo để kích động, chia rẽ, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số. Tháng trước, tài khoản YouTube của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân lan truyền clip rêu rao rằng chính quyền sách nhiễu một thánh lễ ở Vụ Bản, Hòa Bình. Không ít tài khoản Facebook hùa theo đâm đặt là chính quyền bố trí cả công an để trấn áp. Với những lời lẽ kích động, họ thổi phồng rằng cấp ủy, chính quyền xâm phạm tự do tôn giáo. Là người có mặt tại buổi mục vụ hôm 20 tháng 2, bà Đào Thị Vụ cho biết thực chất chỉ có bí thư và phó chủ tịch thị trấn với tư cách là ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương đến đề nghị nhà thờ thực hiện đúng các quy định để đảm bảo an toàn cho người dân. Sự thật đã bị bóp méo với ý đồ xấu. Họ muốn ở đấy họ chia rẽ đấy, nhưng mà thật sự chúng tôi dân đây chúng tôi hiểu, mà tôi không nghe những người đấy, nhưng mà thực chất là dân ở đây chúng tôi đấy là như thế. Hai bên là chưa hiểu nhau thôi chứ cũng không có cái gì là gây khó khăn đâu. Không chỉ xuyên tạc, một số trang tin còn lưu loa rằng chính quyền đàn áp công giáo. Nhưng thực tế đã chứng minh vì sao chính quyền buộc phải có ý kiến. Ủy ban thị trấn cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh Covid này, thì mà chỉ hạn chế tối đa kể cả có đám cưới, đám ma, đám biết là cũng chỉ khoảng 30 người trở lại. Nhưng hôm đấy là mình đây là có khoảng hơn 100-200 người rồi đấy. Thì đương nhiên là lãnh đạo địa phương xa ra thì mới nhắc nhở là không được một người đây dịch bệnh. Vì dịch bệnh rất nguy hiểm, tôi thấy đến bây giờ thời điểm này có như phố chúng tôi gần như là được một mất một phần ba là F0. Còn đây là hình ảnh về hoạt động của lực lượng liên ngành phòng chống dịch tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, được các trang thiếu thiện chí của nước ngoài đăng tải cùng những lời lẽ đầy áp đặt. Sự việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, khi địa phương này phát hiện người lái xe chở thi hài Dương Văn Mình, kẻ đứng đầu tổ chức bất hợp pháp mang tên Y, từ bệnh viện về nhà bị dương tính với SARS-CoV-2. Ngày hôm đó, buổi chiều thì có thông báo anh Thụ lái xe là đưa anh Dương Văn Mình là đã dương tính với SARS-CoV-2. Thì sau khi nhận được thông tin thì xã đã triển khai các cái điểm về đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên thì gia đình không phối hợp, không hợp tác và các cái đối tượng đó kéo đến cản trở rồi là gây khó dễ với lực lượng ban chỉ đạo xã cũng như là thôn để làm công tác phòng chống dịch. Cũng cần nói thêm, đây không phải là lần đầu Việt Nam bị vu cáo đàn áp người dân tộc theo đạo khi nhắc nhở, đấu tranh với các việc làm vi phạm pháp luật của tổ chức Dương Văn Mình. Bất chấp một sự thật, khi Dương Văn Mình chỉ là một kẻ từng bị phạt 5 năm tù giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truyền bá mê tín dị đoan, một kẻ tự cho mình là giáo chủ,
là vua của người Mông, là người được Chúa Giêsu nhập và tuyên truyền, ai đi theo thì không làm không có ăn, không học không biết chữ, người trẻ sẽ mãi không già, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh. Không chỉ có vậy, tổ chức bất hợp pháp của Dương Văn Mình còn xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động Ly Khai để thành lập nhà nước Mông tự trị. Không ít người đã bị lừa, nhiều người đã phải bán tài sản để đóng góp cho tổ chức Dương Văn Mình. Đến nay, nhiều bà con đã thức tỉnh, nhiều người đã dỡ biểu tượng của tổ chức bất hợp pháp ra khỏi nhà và đoạn tuyệt với những kẻ xấu. Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình này ấy, thì sau khi người ta chết rồi thì không được thổi kèn, không được đánh trống, không được làm các bài bản để nhớ lại cái công ơn của bố mẹ. Làm như thế này là nó không đúng, nó trái với cái tập quán, với cái thuần phong của người dân tộc Mông. Tổ chức bất hợp pháp của Dương Văn Mình lôi kéo, kể cả trong đó có tín đồ của Tên Lành, tôi cũng đại diện cho điểm nhóm rằng là cái tổ chức đấy là không được nhà nước cho phép, cho nên tôi khuyến cáo rằng bà con trên điểm nhóm của mình không được đi theo đạo Dương Văn Mình. Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động Ly Khai là chiêu bài không mới. Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo là một ví dụ. Tổ chức này chuyên tập hợp tín đồ là người dân tộc thiểu số ở trong nước, liên kết với các nhóm tin lành khác và số đối tượng phản động người Việt lưu vong, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam, đòi thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số. Khi bị phát hiện, xử lý, chúng sẽ lấy đó là lý do để vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo, nhằm tạo sự chú ý và kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài. Họ cũng dựa vào cái số quen biết, số có quan hệ để lôi kéo, và đặc biệt là số phun rô tù tha, số phun rô có tư tưởng bất mãn và lợi dụng cái chiêu bài dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các cái vụ việc tranh chấp khiếu kiện để kích động chống đối, hứa hẹn gửi tiền, phương tiện, rồi phong chức khi mà nhà nước đề ga thành công. Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các công dân, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Tôn trọng và bảo đảm hoạt động của các tôn giáo, nhưng cũng giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, kích động Ly Khai, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm đến an ninh quốc gia. Tôi từng sống ở Hà Nội 7 năm và trong suốt khoảng thời gian làm mục sư ở một nhà thờ ở đó, tôi khẳng định rằng mình hoàn toàn có tự do tôn giáo như các quốc gia khác. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bị đe dọa hay gây áp lực bởi chính quyền Việt Nam. Việt Nam hiện có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau được nhà nước công nhận và đăng ký hoạt động. Có hơn 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số cả nước. Hàng năm tại Việt Nam có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo hoặc tín ngưỡng các quốc gia và địa phương được tổ chức. Những năm gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, một sự kiện tôn giáo quốc tế lớn thu hút sự tham dự của hàng nghìn chức sắc, tín đồ Phật giáo trên thế giới. Do đó, có thể khẳng định rằng những cáo buộc sai sự thật của các tổ chức phản động sẽ không thể thay đổi được sự thật về những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong việc đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng cho người dân mà cộng đồng quốc tế đã thừa nhận. When I read or I hear about groups, khi được biết những tổ chức cáo buộc Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, tôi muốn nói với họ rằng hãy thử đến sống ở Việt Nam, cùng với người Việt Nam, đi hàng ngày trên các con đường ở Việt Nam và đặc biệt hãy đến nhà thờ vào Chủ nhật hàng tuần trước khi đưa ra phán xét. Tự do tôn giáo có ở Việt Nam không ư? Có nhiều là đằng khác.